ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn, qua rà soát làm thẻ căn cước công dân, đã tìm ra một người địa phương lưu lạc ở miền Nam suốt 39 năm. Đó là trường hợp ông Trương Văn Phong, sinh năm 1964. Qua tìm hiểu, năm 1984, ông Phong có cự cãi với cha mẹ, sau đó ông Phong bỏ đi biệt tâm. Gia đình tìm kiếm nhiều năm nhưng không có thông tin. Chính quyền địa phương sau một năm tìm kiếm cũng đưa ông Phong vào diện mất tích. Đầu tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã An Ninh nhận được điện thoại từ Công an phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, xác minh danh tính ông Phong khi nghe người này nói về thông tin quê quán ở thôn Cao Xuân, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nhằm làm căn cước công dân. Qua thông tin, ông Trương Văn Thường, xã đội phó phát hiện đó là anh trai mình, người mất tích 39 năm qua với các nhận diện riêng khi ông Phong đang ở quê. Qua tìm hiểu, khi vào Long Khánh, ông Phong khai tên thành Trương Văn Thạch, mưu sinh bằng nghề làm mướn, cần cù lao động. Tìm được người thân, gia đình ông Phong đã tổ chức đón về quê, nhưng khi về thì cha mẹ của ông Phong đã mất. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã trích lục tàng thư để cấp lại giấy khai sinh, từ đó mới có cơ sở cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh cá nhân.